mọi người, đây là phòng của mình. Mình sẽ ở phòng tầng 5, anh Độ anh ở phòng tầng 3 và mình sẽ ở cùng với mèo ú. Thì đây là phòng mình, nó khá là bé, khách sạn sang trọng mà khá là bé. Mình vừa mới đặt chân xuống, mình đi tắm rửa và đi đánh răng rửa mặt cạo râu. Ủa, tội đéo có kem răng anh em ạ. Mẹ mồm vẫn hôi vãi luôn. Thì anh em thấy đây là phòng mình và các bạn biết là đấy, giường là của mình đấy. Mình xí phương này. Thì lúc mình tắm thì thằng Ôn kia nó chuyển hết đồ của mình sang bên kia, còn mình ở dưới bên này. Phòng nó khá là bé, chẳng có gì cả. Thì đây là phòng của mình. Được tặng một cái áo, một cái túi, một cái áo phông, cộng thêm một cái bình để được có bắp gì. Nói chung là mình thiết kế khá đơn giản và nó cũng không có quá gì, cái gì gọi là đặc biệt để nhận ra là đây là cái đồ của bắp gì. Còn đây là phòng tắm, cái nhau cái giường, cái bồn này. Mình sẽ về ngâm. Còn hồi trước mình đi Úc, mình có xem cái bồn này và mình ngâm trong đấy nửa tiếng đồng hồ đi về. Trong độ thần chết rồi đấy, phải gõ cửa, vãi yển thật. Đấy, vậy thôi. Cái phòng khá là bé. Nó bé nó còn xa chứ. Bây giờ mình sẽ đi xuống tầng 0 để đi chụp ảnh media. Nó đã bé này, sâu này, lại một trong góc nữa. Đi, sợ quá. Đây anh em thấy, đi xa tít ra kia thì mới có cái thang máy. Nói chung thì chỗ này thì thấy to, đẹp thì cũng đẹp, sạch thì cũng sạch. Một tội là chắc là không có kẻ răng. Thứ hai là phòng nó khá là bé. Chủ yếu là mình thấy phù hợp cho những người đến đây làm việc, kiểu đến nghỉ ngơi làm việc là chính, chứ còn mình đến dù ai đi khách du lịch hay gì gì đến phòng bé quá. Đây là áo refund, một áo để tí xuống chụp ảnh. Còn mình 5 giờ đáp đít đến khách sạn, 5 giờ 10 check in các kiểu, là 5 giờ 20, 5 giờ 30 lên phòng. Tắm rửa đánh răng rửa mặt, cạo râu, thay quần áo. Thì bây giờ là 6 giờ. Được không? Thang máy khá to, chắc đi phải được 30 người đấy, chở lợn được. Muốn lên thì phải có thẻ, xuống không cần. Thời tiết bên này thì hiện tại đã khá là mát, không có lạnh. Mà mình cứ mang thêm cái áo khoác đi để tối giữ lạnh thì còn là mặc. Khoác size L, size quốc tế thì khá là rộng. Trước mắt thì đến đã thấy team của Thái Lan, team Liquid. Còn mấy team nữa thì chưa gặp, AHQ gặp rồi này. Interview. Đây phòng chụp ảnh. Tối hai mà em bảo rồi, tóc ý tối hai luôn mà. Đây chỗ interview như chụp ảnh. Yes, yes. Let me flip. Come up. Hello. Okay. Can I? Yeah, you can. Thank you.
Sẽ kê đây ăn đầu tiên của mình bên Đức. Có bia, bia ngon mãi lòng em ạ. Bia như kiểu bia của mấy Coca, cũng ngọt vãi. Thật, chị ai cũng đi bia. Đây có. Mai mình ngoan mình sẽ gọi cho to hơn, xem nó to cái chỗ nào. Ồ. Uống đi chip. Pizza này. Để giữa này, chia này. Đây là anh đại diện nhân bắp ti cô đã giúp bọn mình. Còn đây là bạn cũng giúp bọn mình. Can you say xin chào? Xin chào. Xin chào. Oh, xin chào Việt Nam. It's hello. Ah, xin chào. Yeah. Già to vãi trưởng. You want olive? Anchovies. Oh, chết rồi. Okay, so you can take that one, okay? Yeah, yeah, not have, this one. You can have anchovies. Okay. Get anchovies. Anh đậu ngáo lắm, biết cái gì? Cá mặn á. Mặn luôn. Thử đi. À, chắc là kiểu cá khô ở Việt Nam ấy. Không, cá cái này có người rất là thích, có người rất là ghét. Một trong hai. Or you can take this one. Yeah, okay. You share it, just share it out. Yeah. Wow. Ok, ăn thôi. Đúng là nó xíu thì đang họp team, tất cả team này. Liquid của cạnh mình này. Ok, tất cả. My name is Jay. Đang tìm thằng SK đây ta.